Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của Sapa ơi. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại đây là khu quảng trường của thị xã Sapa. Và ngày hôm nay thì đang diễn ra một cái sự kiện kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì một không khí rất là náo nhiệt đang diễn ra tại đây. Có rất là nhiều các bạn học sinh trung học cơ sở có mặt tại đây để mà làm những cái có lẽ những cái gian hàng các bạn ha. Các bạn đang trang trí những cái gian hàng, những cái sản vật vật địa phương, bán hàng và bán đồ ăn. Đấy. Mình sẽ qua bên này xem. Đây là ngày gì đây các con? Ngày gì? 26/3 kỷ niệm à? Thế hôm nay có những hoạt động gì? Thứ nhất là mở ra hàng, tổ chức ra hàng khởi nghiệp Đoàn Thanh niên. Khởi nghiệp thanh niên để bán hàng đúng không? Vâng. Các con là trường Kim Đồng à? Vâng. Không, trường số 1 Sapa. Trường số 1. Đây là trường cấp 3 các bạn ha. Đấy. Đó, các gian hàng các bạn đang rất là khẩn trương đang trang trí. Ở đây đây có các món đồ ăn các bạn ấy tự làm rất là ngon luôn. Đây là caramel, kem. Đây là sushi. Wow. Bên này có sushi cuộn rất là ngon luôn. Hello Thùy. Đây trường cấp 3. Đây trường cấp 3 các bạn ạ. Gian hàng ẩm thực chi đoàn lớp 10A6. Đông quá. Có những gian hàng bán cả quần áo thổ cẩm luôn các bạn ạ. Chi đoàn 11A7. Sắp. Wow, bánh đây là bánh bánh gì đây? Bánh dày à? Bánh dày và xôi à? Bánh dày, bánh tẻ, xôi ạ. Bánh này của người dân tộc Giấy à? Dân tộc Giấy ạ, vâng. Cháu là trường nào? Cháu là trường số 1 ạ. Trường số 1 à? Lớp mấy? Lớp 12 ạ. Đồ thổ cẩm. Đây là menu. Mồng su hào. Mồng su hào. 5.000, 5.000, 10.000, 15.000. Một không khí hết sức là vui tươi. Đã bán được hàng ở đây nhờ. Những vị khách đầu tiên đã mua gì? Đây là thịt trâu sấy này. Ngon quá. Bánh to te à? Rất là nóng nhỏ nhỏ này. Năm cái là 1.000 cái mà. Chân gà lươn rất kiểu luôn. Ngon quá. Đây là gian hàng của dân tộc gì đây? Dân tộc gì đây? Giấy à? Xôi ngon quá nhở. Cơm Nam à? Bao tiền ống cơm Nam? 15.000. Ok. Rồi, bán quần áo thổ cẩm. Thi đoàn. Kỷ niệm thành lập 93 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản. Đó. Thanh niên của chúng ta không có gì ngoài năng lượng và sự nhiệt huyết các bạn ạ. Đang có mặt ở bên này thì sẽ là các chi đoàn. Bên này các bạn bán gì đây ha? Bánh, đây có bột mì, chắc các bạn ấy sẽ làm bánh. Chúng ta sẽ được ăn những cái món bánh mà trực tiếp các bạn ấy làm. Đây. Các đồ hoa quả dâm sữa chua. Dạ, hoa quả dâm sữa chua. Bao tiền cốc? 15.000 cốc à? Ok. Ô, trứng gì đây? Trứng nhuộm à? Luộc chưa? Luộc rồi. Ok.
Đây bánh hạt dẻ à? Bánh này, ui, xôi ngon đấy nhở, xôi bảy màu. Hello. À. Món gì đây con? Món gì đây? À, bánh mì nướng muối ớt. Rất là nhiều món rất là lạ luôn các bạn ạ. Sữa chua. Đào. Bánh gì đây? Bánh gì đây? Bánh rán. Bánh rán á. Bánh rán á. Wow, đây có thịt nướng rất là ngon các bạn ạ. Thịt nướng, thịt cuốn cải, thịt cuốn nấm này. Thịt nướng. Chưa nướng à em? Chưa nướng à? Bao tiền một xiên này? Đây là 15, đây là 5. À. Ngon. Có à đùi gà nướng này. Này người Mông à? Hôm nay là sự kiện gì đây? 26 tháng 3. 26 tháng 3. Hôm nay là 24 mà. Ok. Ở xã nào? Dạ. Ở xã nào? Xã Hoàng Liên ạ. Ok. Đẹp quá, quần áo mặc đẹp. Dạ vâng. Wow, bên này có cả gà đen à? Wow, ngon quá các bạn ạ. Đây có gà đen. Wow, gà đen xôi. Gà này bé lắm các bạn, như kiểu gà tre. Cái này chắc chưa đến 1 cân đâu. Rất là nhỏ luôn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Gà đen. Gà đen ngon đấy. Quá ngon luôn. Ăn chưa luôn. Bao tiền con gà đen? Bao tiền gà đen bán nào? Bao nhiêu tiền? Quay lại lấy nhá. Bán nếu mà bán thì bao nhiêu một con? Đây mà chủ ra đã. À, đây mà chủ. Ok, đây mà chủ ra đã. Ok. Rau củ quả. Rất là hay các bạn ạ. Các bạn thân mến, như vậy là mình vừa có quay qua lại một vòng cái ngày mà kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Sapa. Những cái hoạt động rất là ý nghĩa của các bạn học sinh ở đây, các thanh niên ở đây. Các bạn thấy các hoạt động này như nào? Mình hãy để lại ý kiến của mình dưới video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.